dẫn các chị em tự đeo vòng tay cho mình. Trước tiên là mình phải nhúng tay vào thau nước nhỏ, rồi sau đó mình thoa xà bông lên. Cách hướng dẫn cho chị em đeo tại nhà tự mình đeo. Đây là cái vòng tay ni 55, mình nặng khoảng 65 kg, rồi mình đeo cho các bạn xem, tự mình tự đeo. Đây tôi hướng dẫn cách chị em đeo, đeo như thế này, thả bàn tay lỏng, đừng có gồng. Trước khi mình đeo mình lẫy vào, rồi mình lặn qua cái ngón út trước. Trước tiên là phải lặn qua ngón út, sau rồi mình lặn lên trên, kéo cái ngón cái lặn tiếp cho qua khỏi cái ngón út. Khi mà qua khỏi ngón út xong rồi mình đẩy nó từ cái ngón cái này, mình đẩy sát vô, mình đeo vô rất là dễ đeo, là không đau nữa. Chị em nhớ là thả tay lỏng trước khi mình đeo, mình tháo nữ trang ra đeo rất một cách dễ dàng. Tôi đã làm cho các chị em thấy. Bây giờ tôi hướng dẫn các chị em tự đeo vòng tay cho mình. Trước tiên là mình phải nhúng tay vào thau nước nhỏ, rồi sau đó mình thoa xà bông lên. Cách hướng dẫn cho chị em đeo tại nhà tự mình đeo. Đây là cái vòng tay ni 55, mình nặng khoảng 65 kg, rồi mình đeo cho các bạn xem, tự mình tự đeo. Đây tôi hướng dẫn cách chị em đeo, đeo như thế này, thả bàn tay lỏng, đừng có gồng. Trước khi mình đeo mình lẫy vào, rồi mình lặn qua cái ngón út trước. Trước tiên là phải lặn qua ngón út, sau rồi mình lặn lên trên, kéo cái ngón cái lặn tiếp cho qua khỏi cái ngón út. Khi mà qua khỏi ngón út xong rồi mình đẩy nó từ cái ngón cái này, mình đẩy sát vô, mình đeo vô rất là dễ đeo, là không đau nữa. Chị em nhớ là thả tay lỏng trước khi mình đeo, mình tháo nữ trang ra đeo một cách dễ dàng. Tôi đã làm cho các chị em thấy.